Vâng, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh Thế Giới Gỗ Quý. Và hôm nay thì em giới thiệu với các bác một bộ sản phẩm Âu Á cuốn thư. Mẫu mã thì rất là hiện đại và cũng như là dễ lau chùi. Bộ sản phẩm này thì đang là một cái phân khúc mà đặc biệt và VIP nhất. Và nó có những cái điều gì đặc biệt và VIP như thế nào thì các bác cùng theo chân em đi đến cuối video. Và các bác đừng quên là nếu các bác cảm thấy cái video này của em có cái bộ sản phẩm này, các bác cảm thấy là nó ok và nó cái chất liệu gỗ của nó ok hay là nó VIP thì các bác có thể là bình luận ngay ở phía dưới những cái cảm nghĩ của nhà mình. Và các bác bấm cho em một nút like và cũng như là nút đăng ký kênh để mỗi khi mà em phát sóng những cái mẫu mã sản phẩm mới thì các bác sẽ luôn luôn là những người xem được video đầu tiên. Đối với bộ sản phẩm này thì bình thường em giới thiệu cho các bác rất nhiều những bộ sản phẩm đục chạm, đúng không ạ? Những cái mẫu như là Louis Hoàng Gia hay là Nghê Bảo Đỉnh hay là những mẫu Minh Quốc Voi, Minh Quốc Đào, rất là nhiều. Nhưng hôm nay thì em lại giới thiệu cho các bác một bộ sản phẩm trơn tru, không có một cái chi tiết đục chạm gì nhiều cả. Đầu tiên thì cái đoạn dài, các bác có thể nhìn thấy đoạn dài ở đây thì em đang làm với chiều dài là 2m60. Chiều cao từ chân lên tới đỉnh là 1m25. Và sâu phủ bì của bộ sản phẩm này thì em làm là 76 á. Nó phải lên tới 76 phân rưỡi. Cái bộ sản phẩm này thì có một cái điểm rất là đặc biệt so với bộ sản phẩm khác thì nó đẳng cấp hơn rất là nhiều. Đó là khuôn tranh thì em làm với độ dày là khuôn tranh 5 phân. Bình thường thì em giới thiệu các bác rất nhiều những cái bộ sản phẩm khuôn tranh 4/2. Nhưng bộ này em làm tới khuôn tranh dày đặn 5 phân và ván là 2 phân rưỡi. Và bộ này tay đặc 100% các bác nhé. Tay đặc 100%. Đấy, các bác có thể nghe thấy những cái tiếng gỗ, tiếng võ, gõ là các bác đã biết là đặc rồi. Riêng cái hàng đặc này thì các bác có thể kiểm chứng nó rất là đơn giản thôi. Kể cả từ những cái hàng nguyên khối hay là kể cả từ những cái hàng đặc như này, các bác chỉ cần lấy cái tay của mình ấy, các bác gõ vào bất kỳ chỗ nào nha. Các bác gõ bất kỳ chỗ nào, các bác thăm dò này. Đấy, các bác thăm dò bất kỳ chỗ nào mà các bác nghe thấy tiếng bộp 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 ấy thì chắc chắn là hàng bị ốp, hay là chắc chắn là hàng hộp. Nhưng mà riêng cái sản phẩm này các bác gõ bất kỳ ở đâu cũng không bao giờ nghe thấy tiếng ồ ộp được, bởi vì nó là hàng tay đặc hoàn toàn. Cả một khối gỗ như này em sử dụng để làm tay, không ghép không nối các bác nhé. Kể cả trên phần này cũng đều là đặc, đều là liền này, không ghép không nối đâu ạ. Có đúng cái chi tiết mặt này thì em đục hình ảnh cá chép này thì em có ghép một chút ở mặt này như này. Đấy, phải ghép ở cái phần này bởi vì là khi mà đục ấy thì phải có một cái miếng gỗ, không thể nào mà bê cả nguyên cái tay lên đục được. Đấy, cho nên là có phải có một cái miếng gỗ nhỏ nhỏ như này để mang ra để đục. Và cái bộ sản phẩm này thì hiện tại đang làm trên nền chất liệu gỗ hương đá. Khi mà làm gỗ hương đá thì em yêu cầu thợ bên em khuyến khích thợ là làm thì sẽ để trơn. Tại vì sao mà em muốn để trơn ạ? Bởi vì cái gỗ hương đá là một cái chất liệu gỗ mà cái độ bền và cũng như là cái màu sắc gỗ của nó rất là đẹp. Vân gỗ đấy ạ, vân gỗ nó rất là đẹp. Đây mới chỉ là mộc thô thôi các bác nhá. Đây mới chỉ là mộc thô thôi và khi để mộc thì nó sẽ không nổi vân. Sau khi mà hoàn thiện xong thì cái vân này nó sẽ nổi lên rất là đẹp luôn. Đấy, tổng thể cái bộ sản phẩm này thì sẽ có một chi tiết đoạn. Hai chiếc ghế đơn. Hai chiếc ghế đơn ở đây thì em làm kích thước chiều ngang sẽ là 1m1. Và một chiếc bàn lớn. Bàn lớn này thì em đục chống đồng và kích thước chiều rộng của nó là 75 phân và chiều dài là 1m60. Đấy, và thêm một chi tiết đó là đôn kẹp bàn ở đây. Đôn kẹp bàn thì chiếc đôn kẹp bàn này thì em sẽ phải bắt buộc phải làm, thứ nhất là phải cao bằng bàn, thứ hai là chiều dài của nó phải rộng bằng bàn. Và cụ thể rộng sẽ là 75 và cái chiều rộng của đôn sẽ là 55. Đó, một cái chiếc đôn để mà đi đôi với chiếc bàn thì bắt buộc nó phải cao bằng bàn ạ. Chiếc chi tiết cuối cùng đó là chiếc đôn ngồi này thì em làm kích thước là 45x45. Và tổng thể cái bộ sản phẩm này thì hiện tại các bác đầu tư ở cái mức là 60.800.000 một bộ. 60.800.000 một bộ Âu Á cuốn thư hàng chất liệu gỗ hương đá và kích thước là chân 14. Cái phân khúc cũng như là cái độ dày này, cái phân khúc kích thước độ dày này đang là một cái bộ đẳng cấp, gọi là đẳng cấp nhất luôn, đẳng cấp nhất của cơ sở em luôn. 60.800.000. Bác nào mà đang muốn sở hữu những cái bộ sản phẩm dễ lau chùi, hiện đại và cũng như là nó trơn tru, không quá nhiều chi tiết đục chạm thì nhà mình có thể tham khảo những cái mẫu Âu Á cuốn thư như thế này nhé. Ngoài những cái bộ sản phẩm to và dày dặn cũng như là tay đặc thì bên em có cả những cái bộ sản phẩm phân khúc bình dân thôi, những cái bộ sản phẩm tay hộp thôi. Nếu mà nhà mình có cái mức đầu tư nó vừa phải thì nhà mình có thể là gọi điện trực tiếp vào số điện thoại em đã có ghi ở phía dưới góc trái màn hình.
để em có thể gửi thêm cho các bác những cái hình ảnh, mẫu mã sản phẩm khác nữa. Cảm ơn các bác đã theo dõi tới cuối video của em ngày hôm nay. Kính chúc các bác có một sức khỏe và gia đình thật là ấm áp. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những video lần sau.